Vậy thì con đường mà chúng ta phải biết đi này là con đường gì nè? Bát chánh đạo. Thứ nhất là gì? Chánh kiến, thuộc chưa? Thứ hai là gì? Chánh tư duy. Thứ ba là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nó quan trọng cái chỗ này. Cái chuyện mà sanh tử mới là chuyện lớn. Quý vị hôm nay học thêm một cái từ quan trọng nữa là trên cuộc đời này, sanh tử mới là sự đại. Sự đại là cái việc lớn. Sự là việc đó, đại là lớn. Không có cái chuyện gì lớn mà cái chuyện sanh tử hết. Biết bao nhiêu là công chuyện trên cuộc đời này, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng tất cả những chuyện đó đều là chuyện nhỏ. Mà chuyện lớn ở đây là gì? Là việc sanh, sanh tử. Làm sao phải giải thoát, chấm dứt cái sanh tử này mới là cái nhiệm vụ của người con Phật, của người tu chúng ta. Chúng tôi và quý vị phải biết cái việc nào là việc lớn và việc nào là việc nhỏ để mình làm. Mình thông thường làm cái gì? Chuyện lớn mình không làm, mình làm còn lớn chuyện. Vì đáng làm mình không làm, đáng lo mình không lo, mình lo toàn là cái chuyện tào lao, cái chuyện mà nó phiền não không, mình lo cúi đầu cúi cấm cổ vô lo, sáng lo chiều lo tối lo. Mà những cái chuyện đó mình lo nó dẫn đến cái gì? Phiền não. Mà ngộ á, chuyện càng phiền não thì càng lo, mà càng lo thì càng phiền não. Đó, nó ngộ tỷ lệ thuận. Trong cuộc đời nó có những cái định nguyên lý, cái này sanh ra, này kia sanh ra, mà này sanh nhiều thì kia sanh nhiều. Đơn giản giống như thầy nói đâu là càng nói nhiều thì càng phiền não, mà càng phiền não thì lại càng nói nhiều lắm. Nó cứ như vậy, giống như là mình gãi ghẻ thì nó gãi gãi ngứa đó. Càng gãi thì càng đau, mà càng đau thì càng gãi, mà càng gãi thì càng đau. Nó vậy đó. Cho nên đó là hay nói vui đâu là chúng ta chuyện lớn thì không lo, mà đi lo chuyện, lo làm những cái lớn chuyện. Chuyện này thì nó gây ra rung mê, nó chuyện lớn chuyện, mà chuyện đáng quan lo thì lo. Như vậy thì sanh tử mới là sự đại. Mình không lo cái chuyện sanh tử mà tối ngày lo cái chuyện sanh sự. Vỗ tay đi, cái chỗ này vỗ tay đi. Hiểu ý nghĩa không? Chuyện sanh tử mới là chuyện lớn. Nhà Phật chúng ta là mục đích vô đây mình tu là để mình chấm dứt cái việc sanh tử. Cái con đường tiên đó là con đường đúng, bát chánh đạo thì nó mới dẫn đến chấm dứt sanh tử, giải thoát mới an vui tuyệt đối. Mà sanh tử thì không chịu lo, tối ngày lo sanh sự. Mà hãy sanh sự thì sự nó sanh, đúng không nè? Chỗ ta, cái này nó hay lắm. Do mình sanh sự thì sự nó mới sanh, chứ mình lo sanh tử không thì sự nó không mới sanh. Bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh, nếu không sanh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh ấy ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến, chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng mà sự sinh. Như vậy con đường mà đi đúng là con đường gì? Nhắc lại, hôm nay mình học giáo lý luôn đó. Đó là con đường bát chánh, đúng không? Đạo đế là con đường dẫn đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Đức Phật ngài giác ngộ được lý tứ diệu đế, ngài đem ra ngài giáo hóa cho chúng sinh,
hôm nay mình là con Phật thì mình cũng phải học để mình tu tập giác ngộ được Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là bốn chân lý, bốn sự thật, nhưng mà nó vi diệu lắm quý vị. Nó chuyển chúng ta từ phàm sang thánh đó. Nó giúp cho chúng ta từ một cái người bất thiện thành một người thiện. Nó giúp chúng ta từ một người ác thành người hiền. Nó giúp cho chúng ta từ cái người khổ đau sang cái người an lạc. Nó vi diệu vậy đó. Bốn chân lý này, bốn sự thật này mới được gọi là tứ diệu. Tứ diệu gì? Diệu đế. Đế là chân lý, là sự thật. Bốn cái sự thật vi diệu. Nghị sĩ Trấn Thành hay nói câu gì? Vi diệu. Mà cái vi diệu đó là của ổng, là vi diệu đời. Còn đạo mình là bốn chân lý này mới đúng là bốn chân lý vi. Vi gì? Vi diệu. Là bởi vì sao? Chuyển một cái con người phàm mà sang thánh phải vi diệu không? Từ một cái người ác sang người thiện vi diệu không? Từ một cái người dữ sang người hiền vi diệu không? Từ một cái người không tu trở thành người có tu quá vi diệu. Mà khi mà chúng ta tu tập tứ đế này, bốn chân lý này, mà chúng ta chuyển hóa được bản thân mình, con đường đi này thì nó trở thành tứ diệu đế. Mà khi chúng ta chuyển từ một chúng sanh mà phàm mà thành thánh đó nè, ví dụ như đó, tức là một con người phàm sang một người thánh luôn, thì cái tứ bốn chân lý này trở thành là tứ thánh đế. Là con đường mà đưa đến mình tu tập trở nên trở thành một bậc bậc thánh. Đó, nó ghê vậy đó. Hôm nay là đến chùa là để làm chi? Nhắc lại, đến chùa là để biết đi đúng đường. Mà con đường này mới là con đường đúng, con đường bát chánh mới là con đường đúng. Thì con đường này nó chuyển hóa chúng ta từ một cái kẻ phàm phu vô văn tục tử trở thành một bậc thánh nhân thanh tịnh. Bởi vì thấy con đường này nó vi diệu rồi, nó gọi là tứ diệu đế. Trong đó cái đế, cái chân lý thứ nhất là khổ đế. Chân lý thứ hai là gì? Tập đế, là nguyên nhân sanh ra cái sự khổ. Chân lý thứ ba là gì? Diệt đế, là cái chân lý chấm dứt mọi sự đau khổ. Và chân lý thứ tư là đạo đế. Chân lý này còn có gọi là con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Thì cái con đường này là hôm nay chúng ta đến chùa mới biết nè. Ở ngoài sao biết? Ở ngoài dữ lắm. Mà đối với quý vị, con đường nào, cái con gì dài nhất thì trả lời con đường, đường lỗ đâu có gì không? Còn mình ở đây là con đường ví diệu. Con đường này là cần phải biết đi cho đúng, đi để mà mình chấm dứt được khổ đau, chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thì đó là con đường bát chánh đạo. Vì hiểu chưa? Câu thứ nhất, đến chùa là để làm chi? Đến chùa là để biết đi đúng đường. Quý vị nghĩ đi, quý vị đi sai đường thấy mệt không? Mệt lắm, lòng vòng dữ lắm. Thời nay có được Google Maps đỡ. Không có Google Maps mà từ chùa chúng tôi nghe mà lên chùa của Thượng Tọa Huệ Quang, chùa Trúc Lâm này mà không biết đường là cũng lòng vòng à. Lòng vòng à. Nó chỉ nhiều đường lắm. Có lúc thì chỉ mình lên cao tốc, có lúc thì chỉ mình đi quốc lộ 1A, có lúc thì đi chỉ mình cái đường DT769 gì đó, đi ngang Dầu Dây, vân 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 vân. Mà mình không biết đường nữa nghe, là cái dạng là đường vòng á thì xa lắc, mà đường tắt á thì xa lơ. Đi miệt mài luôn, tới đây là trễ giờ giảng luôn. Mà đi trễ giờ á là trở về đó, hết giờ giảng là phải về chứ sao, đúng không? Cho nên hôm nay mình nghe cái bài giảng đến chùa có hai câu đầu quá hay. Câu thứ nhất là đến chùa để làm chi? Câu thứ hai trả lời là đến chùa là để biết đi đúng đường. Vỗ tay.
hai con kiếp, cái kiếp của cái khổ thơ thứ nhất là đến chùa học tánh khiêm nhường, đến chùa biết sống, yêu thương muôn loài. Hôm nay mình đến đây mình tham dự khóa tu thì mình tập bớt đi cái sự ngã mạn, vào chùa mà bỏ đi cái tôi cái ta, bỏ đi cái ngã, bản ngã của mình. Vô đây là mình học được cái tánh khiêm, khiêm nhường, biết cúi đầu cung kính. Mình là Phật tử mà, về chùa kính Phật trọng tăng nè, lắng nghe lời pháp dạy năng của thầy nè, nghĩa ơn như bát nước đầy nè, xin ai gắn giữ phút giây mai sau. Mình là con Phật thanh cao, chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi, nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm quái vi chỉnh tề. Chùa là tổ ấm đã về nè, chung tay vun đắp chẳng hề hài chi, công phu công quả hậu kỳ và làm hưng thịnh phước gì lớn hơn. Hôm nay quý vị thấy lúc lâm ta trở thành một cái ngôi già lam không? Già lam. Và trong đây là bao nhiêu là công phu công quả hậu kỳ của chư Phật tử. Sẵn dịp chùa thầy đang xây đó, cho chúng tôi nói vài câu để cho quý vị phát tâm hùng phước. Người công, người của, người ít, người nhiều chung góp vô để cho cái công trình thật sự đồ sộ phía trước chúng ta, để mà sớm được thành tựu. Có câu nói rừng xanh nhờ bởi nhiều cây, thành công nhờ bởi bàn tay nhiều người. Vỗ tay đi, vỗ gì bàn tay ra. Đúng không nè, một cây làm chẳng nên non đâu, ba cây chụp lại thành núi cao. Tức là cái công trình này phải được ủng hộ nhiều bàn tay. Người công, người của, người ít, người nhiều, kể nó một cục gạch, một viên đá cũng được. Nhưng mà rồi sao tích tiểu thành đại? Nhờ sự ủng hộ, chung tay, vun đắp của quý vị thì ngôi chùa nó lớn lên, thì không có phước nào mà. Chùa là tổ ấm ta về mà, mái chùa che chở hồn dân tộc mà, đến chùa là để làm chi? Đó, hôm nay giảng cái bài này là nó phù hợp dữ lắm. Mà ngay mùa hè nữa, chút nữa sẽ được thưởng thức cái bài là bài này được viết theo cái bài nhạc đời là nỗi buồn quá phượng. Có mỗi năm đến hè thì lòng mang mát buồn, nhưng mà được xin sửa lại là niềm vui đến chùa. Mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn, rải tâm từ bi chữa bao tình thương, đường xưa mây trắng theo bóng Như Lai, những lời tụng kinh niệm Phật làm tan giấc mơ ao quyền. Tiếng chuông thức tình người chưa vỡ mộng, biết ai còn nhớ đến ân Phật không? Đường tu không vương bao nói tơ vương, thấy đời là cơn vô thường, lòng con hướng về Tây Phương. Và biết nợ trần gian đi tu tâm chánh niệm, tính tâm lòng luôn nhớ mãi, buồn chi chìm trần ái, cầu mong đừng luôn nói tiếng tâm Bồ Đề này luôn phát huy. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy cảm thông được nỗi khổ đau người ơi, đường tu giác khổ nhưng vẫn an vui, mỗi lần xa thân quá độ nguyện theo dấu chân của người. 12 nguyện phía trước ra mà nguyện đi, sáng chúng tôi tham quan rồi thấy 12 nguyện phía trước bằng đá luôn. Đá ba sa nè, đá này là nghe các nhà khoa học nói là nó được hình thành bởi
hàng triệu triệu năm về trước, do núi lửa phun ra đó, nó mới đem thui đem thủi gì đó. Mà cứng lắm, cứng lắm, 12 ngày đó. Bài này mới hát cho nên nó chưa có ngọt, vậy xin hát lại một lần để cho nhà đổ tay đi. Mỗi năm đến chùa lòng con bơ buồn, rải tâm từ bi chứa bao tình thương. Đường xưa mây trắng theo bóng Như Lai, những lời tụng kinh chú nguyện làm tan giấc mơ ao quyền. Tiếng chuông thức tình người chưa vỡ mộng, biết ai còn nhớ đến ân Phật không. Đường tu không vương bao nỗi tơ vương, thấy đời là cơn vô thường, lòng con hướng về Tây Phương. Giá biệt ở trần gian, đi tu tâm chánh niệm, tĩnh tâm lòng luôn nhớ mãi. Buồn chi chuyện cần ai, cầu mong đừng luôn nói tiếng, tâm Bồ Đề này luôn phát huy. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi khổ đau người ơi. Đường tu gian khổ nhưng vẫn an vui, mỗi lần xa thân quá độ, nguyện theo dấu chân của ai.